Still a little kid running in here. Đẹp luôn. Mình sẽ đi quay review một ngày làm việc của mình cho anh em xem nhé. Ok cho anh em ơi. 9 giây nữa anh em nhé. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giây nữa mình sẽ quay lúc 9 giây nữa anh em nhé.